Xin chào quý các bạn, và đây là sản phẩm máy xay thịt DKFC1212, một sản phẩm máy xay thịt cao cấp đến từ Kuchen. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng sản phẩm này các bạn nhé. Và đầu tiên là chức năng xay tỏi hay xay chả bông. Thì với xay tỏi hay xay chả bông thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc trong chóng silicon này, và chúng ta sẽ cho vào cối, sau đấy thì chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào. Với nguyên liệu là tỏi thì chúng ta sẽ tách tép như thế này, và chúng ta sẽ cho vào trong cối, sau đấy thì chúng ta sẽ đóng nắp lại và chúng ta lắp máy vào cẩn thận và chúng ta cho vận hành. Thì với tỏi và chả bông thì chúng ta có thể sử dụng mức 1 để khởi động, và nếu như đối với các loại tỏi khó bóc hơn thì chúng ta có thể sử dụng thêm mức 2 thì chúng ta có thể đạt được cái mục đích là chúng ta bóc tỏi. Và cũng như chả bông cũng vậy các bạn, chả bông thì chúng ta chỉ cần mức 1 thôi thì nó có thể đánh tơi, cũng như là giúp cho sợi chả bông nó vẫn đang còn rất là nguyên vẹn, rất là đẹp. Và với lưỡi xay này của chúng ta thì chúng ta sẽ lắp ráp như sau. Hai lưỡi kép này là sẽ để rời, thì chúng ta có thể lựa chọn được là nếu như chúng ta sử dụng ít thực phẩm thì chúng ta chỉ cần lắp một lưỡi, là tức là như thế này chúng ta lắp vào, hoặc nếu như chúng ta có nhu cầu nhiều hơn, lượng thực phẩm nhiều thì chúng ta sẽ lắp thêm lưỡi, thì chúng ta sẽ lắp như sau, chúng ta cho vào, chúng ta sẽ xoay. Đến khi nghe tiếng cạch là như vậy thì lưỡi dao đã vào vị trí chắc chắn ăn khớp rồi, thì chúng ta sẽ cho vào cối. Sau đấy thì chúng ta cho thực phẩm vào và chúng ta đóng nắp lại và chúng ta vận hành. Về mức độ xay thì chúng ta có hai lựa chọn. Nếu như thực phẩm mềm thì chúng ta sẽ sử dụng ở mức độ 1, còn nếu như thực phẩm cứng thì chúng ta sẽ sử dụng ở mức độ 2, và chúng ta sẽ có được kết quả khi chúng ta quan sát ở trên thành cối thủy tinh. Chúng ta sẽ có thể quan sát được cái vận hành bên trong và độ nhuyễn, độ mịn mà thực phẩm theo yêu cầu chúng ta, và chúng ta có thể lựa chọn. Có một lưu ý khi sử dụng sản phẩm này chúng ta, đó chính là chúng ta chỉ giữ cái nút bấm của chúng ta là tầm khoảng dưới 15 giây sau chúng ta nhả ra, và chúng ta ngắt nghỉ một lúc tầm khoảng 5 giây chúng ta lại cho bắt đầu lại. Chúng ta sẽ bấm nhấp nhả như vậy để tránh cho trường hợp là motor bị hoạt động quá lâu gây quá nhiệt và sẽ bị ngắt, thì khi đó chúng ta sẽ phải chờ đợi cho motor nó nguội bớt thì chúng ta mới vận hành sử dụng được. Sản phẩm này có chức năng tự ngắt khi động cơ quá nhiệt, vậy cho nên rất an toàn cho máy của chúng ta có thể hoạt động bền lâu. Và vừa rồi thì chúng ta vừa mới tìm hiểu cách sử dụng sản phẩm DKFC1212, một sản phẩm máy xay thịt cao cấp đến từ nhãn hiệu Kuchen. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thật nhiều món ngon và dinh dưỡng đến từ máy xay thịt DKFC1212.